Hello anh em, tôi đã quay trở lại rồi đây. Và tôi đang nằm ở khu phía bên trên của bản đồ và bây giờ tôi phải làm sao mà sản xuất lính nhanh nhất có thể. Tôi sử dụng các biện pháp khẩn cấp để mà có thêm cái lượng điện mà xây được những cái công trình đó luôn. Ở đây tôi sử dụng 3 nhà lính, một nhà máy nước. Có thể tôi xây dựng thêm cái nhà máy nước nữa và sản xuất lính luôn. Đây tôi sẽ nâng cái nhà chính lên level 2, kéo cái đường kẻ lính xuống khu phía dưới, đưa lính sang các bên khu vực ba cạnh, tiếp tục sản xuất lính, sử dụng item lính trinh sát. Lính trinh sát đây rồi. Tôi sẽ ăn trên đường đi luôn, bởi vì quân mình rất là chậm. Cái gì là ăn cái đấy luôn. Nhưng mà cái item của mình vẫn còn rất là nhiều. Tiếp tục mình sẽ đến trung tâm cung cấp luôn. Lúc này thì lính mình cũng đã ở khu vực phía bên dưới rất là đông rồi. Mình cần thêm trung tâm chỉ huy kéo lính xuống khu vực phía dưới luôn. Lúc này mình đang lên 5 cái trung tâm cung cấp để thực hiện cái việc tối ưu hóa nguồn lính. Đây mình sẽ check hai con, check nhà đối thủ luôn. Còn lại thì mình sẽ đi vào khu phía bên trong, sâu phía bên trong. Mình sẽ dành con ở khu này gây cản trở cho cái lần tấn công tiếp theo. Đối thủ đang lên 2 dựng xe chiến đấu, sử dụng phương pháp tấn công nhanh. Khi này mình lên thêm cái nhà máy nước nữa. Và đối thủ hiện tại đã ra sừng xe level 1 rồi. Mình sẽ kéo quân mình một chút, không cho đối thủ khả năng là có tập gì. Sẽ tiêu diệt tất cả những con lính nằm phía trên đường đi. Và khi này các bạn có thể thấy là lính của địch đã bắt đầu chui vào phía bên trong rồi. Các bạn sử dụng item cải thiện vùng lên luôn để cho địch không có thể nhìn thấy nhà nâng cấp. Mình sẽ lên thêm một cái nhà máy nước nữa, bởi vì khi này lượng điện của mình sẽ thiếu, nhưng mà tiếp tục mình sử dụng xây dựng, cho nên là mình sẽ nhanh chóng đẩy nhanh quá trình xây như là sản xuất. Ở đây mình sẽ lấy vài con chất. Mình sẽ phải lên nhà lính độ cao nhất có thể để mà sản xuất máy bay luôn, bởi vì khi này đối thủ đã lên 2 nhà xe, có khả năng sẽ sử dụng chiến thuật tấn công nhanh. Mình sẽ lấy vài con lên phía trên, vài con sẽ đi đuổi, bởi vì còn ta đối thủ có khả năng là bằng
nhưng mà mình sử dụng item cải thiện nguồn cung thêm lần nữa. Mình chỉ cần lên được một hai con máy bay là đối thủ là đã suy yếu rất là nhiều. Khi này thì cái item vàng mình cũng còn ít cho nên là mình cố gắng mình đi sâu vào bên trong nhà địch để xem địch sẽ sản xuất những cái gì. Mình sẽ đi trộm trộm vào trong nha. Khi này thì nhà chính của mình sắp lên, các bạn có thể thấy là ra rất nhiều xe 2 với xe 1 lính 1. Đây thì mình sẽ lên những cái nhà lính 2 luôn để mà thủ. Khi này mình sẽ ra nhà máy bay luôn. Sẽ để một tốp lính ở khu phía trên này, còn lại lính sẽ để xuống khu phía dưới này. Sau khi hết item kia rồi thì mình bắt đầu mình lên máy bay, mình sử dụng item sản xuất quân đi. Sau khi sử dụng item sản xuất không quân thì mình thấy là sắp hết máy bay thì mình sẽ đợi cái vàng lượng vàng nó lên thêm khoảng nữa, sau đó mình tiếp tục mình sản xuất lính. Các bạn có thể thấy là nó đã sản xuất được gần một nửa rồi, khi đó thì các bạn sẽ chuyển sang nâng cấp Vertex, thêm sản xuất thêm Vertex, sau đó thì mới chuyển sang sản xuất lính, không để nó chờ đợi và thời gian nó chết. Khi này thì sản xuất được 2 con thì mình sẽ đem mình tấn công luôn. Nhất là sẽ tấn công cái nhà máy nước của đối thủ. Thứ hai đó là nhà xe. Lúc này thì con lính cũng sắp lên rồi cho nên mình sẽ bước đi một hai con lính để xem. Cũng cho đối thủ dò luôn. Luôn sẽ tấn công luôn. Đối thủ lúc này đang rất là hoang mang đấy. Các bạn có thể thấy là lượng nhà chính đối thủ là sắp đi hết rồi và lượng quân thì không có nhiều, nói chung là quân của mình cũng có khả năng phòng thủ được. Ở khu phía bên này thì đội quân lính của họ có trinh sát và đang tiếp tục sản xuất cái nhà máy nước. Ở đây mình tiếp tục mình sẽ lên thêm cái trung tâm cung cấp đó và ăn thêm những cái nguồn tài nguyên ở khu phía bên ngoài để gia tăng cái lượng vàng cũng như là giãn cách về cái khoảng cách số lượng vàng với số lượng tiền trên bản đồ. Ở đây thì chúng ta đã có 7 cái trung tâm cung cấp, phía bên địch chỉ có 5 cái trung tâm cung cấp thôi, và 5 cái trung tâm cung cấp cũng chỉ là cái gì đó rất cơ bản đối với level 3. Ở đây nhà chính của đối thủ đang lên level 2, và tiếp theo đó là những cái nguồn tài nguyên ở khu vực phía bên trên bản đồ chúng ta đã giành được, chúng ta đã chiếm được và tiếp tục xây dựng thêm những cái nhà máy điện để chúng ta có nguồn năng lượng sử dụng cho những cái công trình tiếp theo. Đây thì tôi sẽ lên tối đa cho nó là 8 cái trung tâm cung cấp và có khả năng sẽ lên được cao luôn. Ở đây đối thủ đang có động thái là di chuyển ADB lô ra khu phía bên ngoài để mà tấn công khu phía nhà tôi. Thì này tôi đang sử dụng cái lượng lớn lính
tôi chỉ cần bốn con VTEC thôi, có khả năng là làm đối thủ chậm lại một nhịp khi mà lên được từ level 3. Ở đây đối thủ đang định đem quân sang để mà chiến luôn cái nhà mình, khi mà rất nhiều Adimilo đang tập trung sang khu vực phía bên nhà mình, không biết là còn tấn công vào những cái cứ điểm trọng yếu như là sân bay hay không. Đây tôi tiếp tục sản xuất item huấn luyện bộ binh. Đối thủ có lẽ là đang đi một cái đường khác rồi. Đây các bạn có thể thấy là Adimilo đã đem tôi phục từ bên trên rồi. Và nhà chính của họ đã lên lên 3 rồi. Và khi này thì cái lượng lính cũng ok rồi. Mình biết là họ sẽ di chuyển lên bên này, mình sẽ thủ quân bên này. Tiếp theo đó là có khả năng mình sẽ sử dụng một số những cái item khác mà nâng cấp, nhưng mà mình thấy là có khả năng sẽ chiến thắng cho nên là mình sẽ không dùng nữa. Sau đó mình sử dụng item bộ binh tấn công để mà giải quyết cái tên lính này. Ở đây các bạn có thể thấy là mình sẽ giải lính ra khu vực bên trên. Họ Adimileolo sẽ không có cái khả năng di chuyển được khi mà lính chúng ta giải ra như thế này, mà nó chỉ qua được những cái khe hẹp ở phía bên trong thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là khi mà mình phóng to lên thì Adimileolo luôn luôn di chuyển vào những cái khu có lính, mà lúc này mình phải đã phòng thủ thành công. Ở đây mình có thể di chuyển ra khu bên trên để mà đàn áp đối thủ luôn, kèm với đó là Vertex liên tục tấn công đơn vị phòng không cũng như là đơn vị chủ lực của đối thủ. Ở đây lính chúng ta đang được giải ra khu bên ngoài, và có lẽ là đối thủ khi này cũng không có thời gian mà để sản xuất những cái công trình phía bên trong sâu nữa đó. Ở đây mình nghĩ là đối thủ cũng đã phát trận rồi, và mình sẽ liên tiếp là gì ở trên và để nâng cấp nhà chính lên level 4 luôn. Đây có thể thấy trong 12 phút thì chúng ta đã giải quyết rất là nhanh những cái khả năng về tốc chiến của đỏ này, rồi là cái khả năng về phòng thủ khi mà mình biết là họ sẽ sử dụng Adimelo hoặc là những cái con ruồi, con quét, con nhỏ nhỏ xe một mà sử dụng tấn công nhanh thì sẽ nâng cái nhà chính lên là nhà chính của trại lính lên là 2, và mình sẽ lên một cái nhà lính nói chung là phòng thủ khá là tốt. Đây các bạn có thể thấy là mình sẽ tấn công để thắng trong trận. Trận này thì do mình chưa xem qua hợp đồng thì mình cũng gọi là mới đầu vào trận thì mới lấy lại được nick, thì mình sẽ đánh gọi là làm sao mà để giành chiến thắng trước, thì còn hợp đồng thì nó có khả năng mình sẽ làm sau, và không làm được thì mình sẽ đánh AI chẳng hạn để hoàn thành những cái hợp đồng phiến trọng. Đây thì những cái hợp đồng thì nó cũng bảo lấy tận 5.000 này, rồi là 2.000, 5.000. Mình nghĩ là đồng bây giờ thì cũng đã cung cấp một cái lượng vàng khá là ổn định cho các bạn có thể là nâng cấp và không chênh lệch quá là nhiều khi mà giữ người nạp tiền và người không nạp tiền. Các bạn thấy hợp đồng bây giờ không như trước, đó là chỉ 4-500 vàng thì làm cho cái người chơi cảm thấy rất là ức chế và khó chịu, vì đang được rất là nhiều sau đó lại hạ xuống rất là ít, như vậy cảm thấy rất là hụt hẫng, và cái lượng người chơi có khả năng sẽ ít đi, cho nên là game cũng sẽ nâng cấp cái lượng vàng lên nhiều để mà cho người chơi nó quay trở lại cũng như là giành chiến thắng dễ dàng hơn, nâng cấp dễ dàng hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.